Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay giới thiệu cho các bạn một món ăn đặc sản quê hương nữa nha. Đó là tôm cần xanh nè, xong nha các bạn. Con nè, các bạn thấy đã không? Thấy tôm hấp dẫn không? Đó, tôm cần xong, cần xanh nè, xong nha các bạn. Coi nè, trứng nè. Đó, xong thu bồn nha các bạn. Khoảng 700 ngàn ký mà. 700 ngàn ký nha các bạn. Đúng không? Chất lượng không? 700 ngàn cái tôm. Cần chi cua, đây tôm sông này thấy hấp dẫn rồi. Bây giờ mình sẽ đem bỏ vào trong nồi nha các bạn. Hấp. Bỏ vào trong nồi hấp này. Nhìn hấp dẫn không? Tôm. Tôm càng xanh nướng. Tôm càng xanh hấp. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không các bạn? Quá ngon. 700 ngàn một ký nha. Tôm xong nha. Xong thu bồn đoàn hoàng đây. Chụp còn nhìn tôm hư. Dương tôm hùm. Rồi. Hấp dẫn không à? Thôi, cái này có bỏ gì vô không em? Cái này lấy nồi thôi. Rồi ha. Lấy nồi thấp nha. Rồi, ta hấp nha các bạn. Bỏ coca vô. Hấp coca luôn. Tôm hấp đây, nhìn đã không? Đỏ rực luôn à. Tôm hấp coca nhặt nha các bạn thấy không? Nhìn thấy tôm này. Nhìn không? Tôm xong nha. Nhìn rực. À. Giờ gấp tôm rồi nha. Hấp dẫn không? Nhìn hấp dẫn không? Được. Wow. 4 5 con rồi, 6 con mới đúng không? Đây cho con cho một cốt. À lấy một cốt hả? Nó trụt trong nồi nước sôi ra mà. Rồi. Rồi, chị hơi bỏ đi hai con nữa hơi miếng. Rồi cho mấy. Ồ. Rồi thêm cái dĩa nữa chị. Ơi. Rồi, có đệ tử ngồi xịt con bánh, ngồi xịt con bánh. Ồ, hấp dẫn không? Phê. Phê không? Phê. Chân muối, chân muối. Con to, con đầu để im. Có nó ăn tôm để yên thôi để yên gì hay chị lọc chờ quà thấy không à con tôm nó to hơn đảo nữa mà mèo nữa mà sáu đứa cháu nha các bạn, 4 đứa cháu, 2 đứa con của mình đó. Trong này có 5 anh à. Một anh đi ngủ xưa rồi. Không con cá nghe mà. Búa rồi. Trời ơi, con em cầm búa rồi. Búa. Hello. Hello, được cho xong một chê. Đây là anh Binh đẹp trai nhất nhà nè. Sáu trai nhất nhà.
Nhưng mà anh có một cái tật là hơi khóc nhè thôi. Anh sửa được cái tật đó là anh số 1 rồi. Chanh bên trước đi. Coi bên trước rồi để anh khóc nhè nữa. Phải ăn cái đầu quay phim mà để cho khóc. Ờ. Thôi con ăn cái đầu ăn nghe. Trang nè. Trang. Hả? Trong này nóng quá à con. Mẹ ăn cái đầu. Mẹ ở trước cho mẹ. Có muối chưa? Có muối chưa chị? Cái đầu sao ăn con? Ngon không Đảo? Hả? Ngon Đảo? Mèo? Bobby ngon Bobby? Ngon sinh năm về ăn tiếp nha. Vô học giỏi là sinh năm về ăn tiếp nha. Trắng, ngon Trắng. Trắng chưa kịp ăn mà cho người đó được. Bo ngon bo. Oh man.